nhà hai phân tích viên của LCK Global cũng vừa mới nói xong là con Gwen này bị nerf đi là hoàn toàn xứng đáng bởi vì nó quá khỏe. Nhưng khi bị nerf đi rồi mà nó vẫn còn như vậy thì bây giờ Quang Đông Freaks có muốn cấm đi Gwen hay không này? Quang Đông Freaks, chúng ta sẽ cùng đến với cấm chọn. Quang Đông Freaks bên phía đội xanh và Nông Xuyên bên phía đội đỏ, cái sự lựa chọn ưu tiên khi mà đối đầu với BD có lẽ vẫn có thể là Azir và Cocky mà thôi. Và Nông Xuyên, với việc là khi mà BD đang bị quan tâm nhiều như thế này, cái con bài Gwen vẫn sẽ được mở ra dành cho họ. Senna xuất hiện rồi, khả năng cao sẽ là Cocky tiếp. Chúng ta đang thấy rằng những lượt cấm đang được giữ khá là giống với bảng thi đấu đầu tiên, chưa có quá nhiều những cái sự lựa chọn thay đổi đến từ cho cả hai đội tuyển. Còn một cơ hội cuối cùng dành cho cả hai rồi, vẫn là con Cocky ở trong lượt cấm cuối đến từ bên phía của Quang Đông Freaks. Phía bên kia có phải là Lucian hay không đây? Và nếu như lựa chọn cấm Lucian thì sự lựa chọn đầu tiên đến từ bên phía của Quang Đông Freaks, tôi nghĩ nó nên được thay đổi. Ari ở khu vực rừng giữa thì dù sao vẫn có khắc chế, nên có thể lựa chọn suy nghĩ tới cái việc mà pick Wukong hoặc là Gwen ở khu vực rừng trên dành cho King. Nhưng những thứ đang diễn ra ở trên màn hình của bạn thì nó vẫn chưa khác so với ván thi đấu đầu tiên. Vẫn là Ari first pick dành cho đội hình đến từ bên phía của Quang Đông Freaks. Bây giờ thì BD sẽ có thể tiếp tục đưa ra sự chọn giống như vào đầu trước, Rakan và Lissandra được khóa vào luôn, không có gì thay đổi nhiều cả. Nhìn chung thì nếu như mà hai đội mà giữ được cái bộ khung này thì họ cũng sẽ rất là dễ để vận hành thôi, bởi vì họ đã chơi và đấu trước rồi, họ biết cách làm nào để có thể vận hành được đội hình này rồi. Và tôi sẽ cố tỏ ra ngạc nhiên một xíu khi nhìn thấy hai cái sự lựa chọn này. Nông Xin và KDF họ đang viết lại gần như toàn bộ kịch bản và đấu trước luôn. Bây giờ Elim đang muốn lấy về Ezreal dành cho Teddy, thêm đó là thêm luôn cả Nautilus cho Moham cho nó giống ván đấu 1 vậy. Tôi đang chờ cho những sự lựa chọn tiếp theo đến từ bên phía của Teddy cũng như là Moham sẽ là như thế nào. Nếu như đúng... À không, đã thay đổi rồi. Không còn là bản bích cũ nữa, thay vào đó là Tamken ở khu vực đằng dưới. Tamken phối hợp cùng với Ezreal, đây không phải là một cái bộ đôi mà có khả năng phối hợp với nhau về bộ chiêu thức tốt cho vai trò xạ thủ hỗ trợ. Nhưng xét một cách tổng thể trên bản đồ thì các bạn có thể thấy Tamken là một sự lựa chọn khắc chế ở dạng về sau, với một cái công cụ bảo hiểm để tránh đi cái đội hình mở giao tranh mạnh mẽ đến từ bên phía của Nông Xuyên Red Fox, thì nó sẽ hướng tới giai đoạn về giữa và giai đoạn về cuối nhiều hơn dành cho bên phía của Konovic. Và trong cái bối cảnh đó chính là Mohem nữa, dù sao thì đây cũng là ván thi đấu đầu tiên của anh ta tại LCK, nên cái việc mà anh ta chúng ta đòi hỏi anh ta phải chơi một cách thăng hoa, một cách chủ động trong cái ngày debut thì cảm giác cũng hơi khó. Thì thay vào đó sẽ là một cái lối chơi bảo hiểm, lối chơi mà không cần phải tác động mở nhiều quá cho vai trò hỗ trợ, thì tôi nghĩ rằng hợp lý dành cho cái bối cảnh này, dành cho người chơi trẻ đến từ bên phía của Quang Đông Freaks. Còn bên phía của Nông Xuyên Red Fox vẫn giữ được cái bộ khung của mình, đó chính là Kai'Sa, đó chính là Rakan và chưa kể Lissandra khu vực giữa dành cho BD nữa. Bước sang phase cấm thứ hai và lại một lần nữa cả Quang Đông Freaks cũng như là Nông Xuyên đang không thực sự dành nhiều sự quan tâm cho cái vị trí đi rừng cho lắm. Nhưng mà tất nhiên là cũng không thể nào mà các thành viên bên phía Quang Đông Freaks có thể để nhả ra con Wukong thêm một lần nữa. Lần này thì Quang Đông Freaks đã bắt buộc phải cấm con Wukong rồi. Tuy nhiên thì vẫn còn Gwen, mà nếu như mà cấm được con Gwen thì vẫn sẽ còn có Na dành cho Kana. Quang Đông Freaks thì chắc chắn họ sẽ là người đang cần phải tính toán nhiều hơn, bởi vì Nông Xuyên họ đã có sẵn một ván đấu làm vốn rồi, họ sẽ có thể có một chút bay bổng cũng được. On là lượt cấm thứ tư của Nông Xuyên, và bây giờ cũng có thể là con Gangplank giống như cái ván đấu trước mà bên phía của Nông Xuyên lựa chọn để cấm đi trong tay của Kin. Và bây giờ thì Na hoặc là Kale, có thể là một trong hai sẽ xuất hiện ở trong cái lượt cấm này bên phía Quang Đông Freaks. Chúng ta vẫn đang có chính sách là như vậy, Kale, Gwen, Na ở khu vực đường trên, những cái kèo có thể được bích đánh qua lại và tăng trưởng ở dàn về sau khá là tốt dành cho đội hình đến từ cho cả hai phía. Tôi quyết định sẽ là như thế nào. Akali đã bị cấm đi, đây là cái sự lựa chọn thay đổi khác biệt dành cho đội hình đến từ bên phía của Quang Đông Freaks khác. Nó khá là khác với ván thi đấu thứ hai. Như vậy nhiều khả năng sẽ là Gwen khu vực đường trên dành cho Kin. Còn nếu như mà Gwen thì có thể cân nhắc lựa chọn keo khu vực đường trên để có một cái kèo thi farm ở dài về sau dành cho Kana cũng được. Quyết định sự chủ động đến từ Kana vẫn đang nằm trong tay của anh ta. Anh ta được quyền lựa chọn kèo với những màu chức tướng mà chúng ta vừa mới liệt kê và đang bỏ ngỏ trên màn hình của bạn, đó chính là con Gwen. Vẫn là cái con tướng mà tôi nghĩ rằng đã giúp cho Kana có được cho mình đó MVP trong ván thi đấu vừa rồi. Tổng số 8 trên 13 vote là những gì mà Kana đã có với con Gwen này, và hoàn toàn hợp lý thôi nếu như mà ban huấn luyện của Nông Sim sẽ tiếp tục để cho người chơi đầu tiên của mình được chơi con côn hàng cắt kéo. Và sự lựa chọn cuối cùng của Nông Sim sẽ là dành cho Dread.
cũng gần gần khá là giống như cái ván đấu trước. Họ đã để cho Kana và Red chọn cuối cùng. Và Quang Đông Freaks khi mà đã cấm đi Akali rồi, sự chọn của họ đưa ra sẽ chính là Kale ở khu vực đường trên dành cho Kin. Và đi rừng Elim đang có một sự lựa chọn mạnh ngang so với cả Wukong, hot pick ngang so với cả Wukong, đó chính là con Viego. Nhưng tuy nhiên vẫn còn Volibear hoặc Chandler để có thể đưa ra để sử dụng. Bên phía của Nong Sim đang không thực sự có những con tướng mang thiên hướng chống chịu thuần nha. Vậy nên tôi cũng không quá là ủng hộ con Chandler cho lắm. Được, nếu như đó là Volibear tôi sẽ đồng ý với cả Elim. Còn bây giờ Nong Sim, sự lựa chọn cuối cùng họ dành cho Dread. Hai lần nhá na sớt rồi nha. Ở trên đồ cùng với Volibear thì nó cũng sẽ bao hàm ý nghĩa là gia cố thêm cho mình đó cái dàn chống chịu dành cho đội hình đến từ bên phía của Quang Đông Freaks, bởi vì cái đội hình này không thiếu sát thương, cũng không thiếu, thật ra cũng hơi thiếu một chút xíu về cái khả năng mở giao tranh, nhưng mà với một cái tính chất cơ động như là Ari thì vẫn có cơ sở, vẫn có cơ hội để có thể mở dành cho phía của Quang Đông Freaks. Nhưng quyết định đến từ Elim là con tướng mà tôi nghĩ rằng cái mức độ thuận tay sẽ cao hơn dành cho anh ta. Volibear khả năng tiếp cận nó trực quan hơn so với trên đồ. Còn ngược trở lại thì đội hình đến từ bên phía của Nong Sim, Red Fox, Viego trong trường hợp này là hợp lý. Họ sẽ ôn in cho cái vai trò tấn công. Khả năng kết hợp giữa Viego và Lissandra chúng ta cũng đã được hình dung rồi. Và trong cái bối cảnh là đội hình này vẫn là cái đội hình, tôi đang liên tưởng tới một con Viego có thể lên cho mình đó bóc diệt thị quái. Nhưng mà thật ra đội hình này cũng không có thiếu sát thương nữa, với Gwen ở khu vực đường trên và Kai'Sa đến từ Ghost thì có thể cân nhắc tới một cái búa rìu sát thần và sau đó hướng tới những món trang bị phòng ngự vẫn ổn dành cho Red ở trong cái lab. Phối hợp tổng thể cùng với cái đội hình của mình, một đội hình vẫn bao hàm có một chiều hướng tấn công đến từ bên phía của Nong Sim Red Fox nha. Còn ngược trở lại với Kale, với Ezreal, đây sẽ một đội hình mà kéo dài tới giai đoạn về sau dành cho bên phía của Quang Đông Freaks, thì nó cũng khá là giống với ván thi đấu đầu tiên, sẽ có được những cái thời điểm mà cái nhịp đánh đến từ bên phía của Nong Sim Red Fox cần phải nhanh, đó thời điểm cấp độ 6 khi mà Rakan có khả năng mở giao tranh, khi mà Lissandra đến từ BD cũng có vô vàng hiệu khống chế. Vâng, hoàn toàn đồng ý với cả những chia sẻ của anh Linh. Chúng ta có thể thấy rằng là Quang Đông Freaks đúng thật là họ có được cái sự chênh lệch về lượng tiền tổng so với cả đối phương ở phút thứ 8 là đứng thứ nhì, như đã phân tích thì là chúng ta đã nói với nhau rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc mà cả Nong Sim lẫn Quang Đông Freaks đang đánh rất là chậm như thế này thì cái biến số nó sẽ không thể xảy ra sớm được. Và Quang Đông Freaks thì cộng với việc là họ đang đưa ra một cái giai đoạn ban pick như thế này nữa thì chúng ta sẽ có thể cần phải có một chút cái nguồn năng lượng thật là tích cực để chúng ta cùng nhau theo dõi ván thi đấu thứ hai này. Và Nong Sim Red Force như đã nói, họ đã có một ván đấu làm vốn rồi và họ cũng sẽ không có bất cứ một sự bay bổng nào cả. Cấm chọn của họ là hoàn toàn rất bài vở. Và chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa Quang Đông Freaks và Nong Sim Red Force. Quang Đông Freaks họ tiếp tục là đội xanh, Nong Sim tiếp tục là đội đỏ. Không biết anh Long cũng như các bạn đang theo dõi trên LCK tiếng Việt sẽ có được cho mình đó cái nguồn động lực tích cực đến từ cái nguồn nào, chứ mà tôi thấy những cái lượt like ở trên kênh LCK tiếng Việt được gia tăng thêm thì nó giống như là tiếp thêm cái nguồn sức mạnh dành cho những bình luận viên giống như anh em của tụi tôi và bên phía của anh em kỹ thuật phía bên trong nữa. Và các bạn đừng quên rằng bản quyền LCK tiếng Việt vẫn đang thuộc về bản quyền của Boxspot, và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của các bạn khán giả đang có mặt tại đây và những bạn khán giả không có mặt tại đây luôn. Rồi, ok, chúng ta hãy cùng quay trở lại với ván thi đấu thứ hai này. Một ván thi đấu mà vẫn là đội hình 3 dịch chuyển đến từ bên phía của Nong Sim Red Fox, với một con Kai'Sa dịch chuyển mưa kiếm ở khu vực dưới của Ghost. Không có bất cứ một cái sự mới lạ hay cái sự khác biệt nào trong cái cách cầm cái bảng ngọc giải tổ hợp của các tuyển thủ trong cái trận đấu thứ hai của cặp đối đầu này. Teddy anh ta sẽ vẫn lựa chọn cho mình cái thanh tẩy. Nhìn chung thì chúng ta thấy rằng là Teddy anh ta đã xử lý cái thanh tẩy trong ván đấu đầu tiên khá là tốt. Thậm chí rằng anh ta còn gần như đã mang về cho KDF để chiến thắng với một màn trình diễn vô cùng chói sáng. Mà tuy nhiên là hơi đáng tiếc một chút rằng Nong Sim nói là họ có một đội hình có khả năng mở giao tranh khá là tốt. Trong khi đó thì những gì mà các bạn có thể thấy khi mà anh Linh phân tích ở trong màn đầu tiên thì Quang Đông Freaks họ thiên về khả năng giao tranh lùi nhiều hơn. Và bây giờ ván đấu thứ hai này thì gần như cũng tương tự là như vậy. Có một sự khác biệt đó chính là có Kale cùng với cả Volibear. Ván đầu tiên thì không thực sự quá là chuẩn cái đội hình giao tranh tiến cho lắm, nhưng bây giờ họ đã có cơ sở để có thể giao tranh tiến được rồi. Và chúng ta cũng phải chờ xem rằng là Quang Đông Freaks sẽ có những cái bước di chuyển, cái cách vận hành đội hình của mình như thế nào. Còn đối với cả Nong Sim, họ cũng không có gì thay đổi cả. Họ sẵn sàng có thể trao đổi chiêu thức, đánh tay to với cả Quang Đông Freaks bên phía bên kia. Quang Đông Freaks tiến như thế nào thì tôi chưa rõ, nhưng mà cảm giác kia lùi là lùi ác luôn. Bởi vì nó có một cái sự khác biệt so với bản kia đó. Ui, khu vực đường dưới là một tình huống va chạm. Cấp độ 2 cũng đã có những tình huống liếm rất đầu đến từ Mohan.
Có thể thấy mặc dù chúng ta đánh giá Ezreal và Tam Gen là bộ đôi khó để có thể phối hợp, nhưng trong cái tình huống xử lý vừa qua đến từ Teddy cũng như là Moham là tình huống xử lý rất là tốt. Lãnh thổ xuyên đen tiếp cận, cùng với đó con đường băng giá ép được cho mình đó phép một trận tốc biến đến từ Fed. Một tình huống farm 3 bãi và tạo được đột biến ở khu vực giữa dành cho đội hình đến từ bên phía của 5C Bradford. Quang Đông Freaks lùi thì là lùi ác luôn, nhưng vừa rồi chúng ta có thể vừa thấy rằng là Moham cùng với Teddy sẵn sàng đánh tiến với cả các thành viên của phía Nông Shift. Effort cùng với cả Ghost chúng ta không mất cho mình phép bổ trợ nào cả, nhưng tuy nhiên việc bị ép lùi như thế này sẽ khiến cho cặp đôi đường giữa của Nông Shift lên cấp 3 chậm hơn. Có lẽ rằng là cũng không phải là một cái ảnh hưởng gì đấy quá là lớn, bởi vì ở thể hiện tại khi mà Ghost cùng với Effort đang đứng rất gần trụ này rồi thì việc tranh lệch về cấp sẽ không thể nào giúp và Teddy và Moham kiếm về cho mình một cái phép bổ trợ hoặc là một cái điểm hạ gục nào cả. Còn Dread không có gì quá là ngạc nhiên với cái lối chơi của người chơi đi rừng bên phía Nông Sim, gây áp lực cực kỳ khó chịu. Đã có những cú ping lên khu vực ở trên bản đồ nha. Enlin đã có cho mình cấp 4 sau khi anh ta luyện cho mình đến 6 bãi. Trong khi đó thì Dread anh ta để lại cho mình 2 bãi là bãi chim quỷ biến dị và bãi người đá. Nhưng đây là một cái tiền đề để ăn được 2 cua nha. Đã có những cú ping của Dread và con cua dưới rồi, nhưng Ghost và Effort không đẩy được đường. Đã có cái di chuyển để có thể hỗ trợ Elim tranh chấp lấy cho mình đó con cua nửa dưới bản đồ dành cho đội hình đến từ bên phía của Quang Đông Fit được hay không đây. Quyết định đến từ Red là quay ngược trở về khu vực rừng nửa trên, anh ta còn bãi chim, anh ta còn bãi người đá. Như vậy vẫn sẽ cái vòng rừng mà chia cái lượng tài nguyên dành cho Red cũng như là Elim không bị lỗ lắm dành cho bên phía của Quang Đông Fit. Như đã nói, quay ngược trở lại với cái đội hình đến từ bên phía của Quang Đông Fit, đây là một cái đội hình mà đánh lùi lại tốt, và chưa kể đó là có rất là nhiều công cụ để có thể bảo hiểm. Một cái thần linh định đoạt nè, một cú ngậm đút. Và bên cạnh đó đang được sở hữu một cái đội hình mà có được cái sự cơ động nhất định đến từ Ari, đến từ Ezreal của Teddy nữa, thì cái khả năng đánh tấn công đến từ bên phía của Nông Sim trong ván thi đấu này họ sẽ gặp một cái giai đoạn tương đối là khó khăn nha. Red đang cố gắng để có thể tạo thêm đột biến, anh ta farm xong cho mình đó 7 bãi rồi đó, quyết định nắm B ngược trở về nhà, nhưng mà cái thế lính này hơi khó để có thể găng vào Kim. Kim như nói cấp độ 4 thôi, vừa rồi anh ta mới đạt được cho mình đó cấp độ 5. Thì anh ta chỉ chú trọng tới cái việc farm và tăng trưởng. Moham bắt đầu sử dụng cho mình đó những cái tình huống du ngoạn thủy vực để có thể tấn công. Elim cũng đang có mặt ở đây, chủ động tốc biến đổi lấy cho mình đó phép một tốc biến đến từ Ghost. Và một tình huống can thiệp rất là tốt đến từ Elim với cú tốc biến làm choáng của anh ta nữa. Một sự chủ động đến từ người chơi hỗ trợ của Quang Đông Freaks cũng đã có một cái sự khác biệt nha. Đây là một cái gương mặt khá là khác của Moham so với ván đấu đầu tiên. Đúng ra là ván đấu đầu tiên anh ta phải chơi như này mới đúng. Một con Nautilus là một con tướng có khả năng mở tranh tốt hơn. Nhưng mà tuy nhiên đây là một tình huống phản công đến từ bên phía của Nong Sim. Teddy mất tốc biến rồi, Moham anh ta vẫn còn có thể chống chịu được, trong khi đó Effort không còn năng lượng. Ghost đang mất khá khá nhiều máu, Red di chuyển xuống nhưng có cả Elim ở đây. Giao tranh 33 sẽ khó để có thể xảy ra khi mà lính đang bị đẩy vào phía trụ của Nong Sim. Với một cái phép trợ nhịn hơn, tôi nghĩ là như vậy, đến từ bên phía của Quang Đông Freaks họ rất là tự tin nha. Đặc biệt là anh chàng tuyển thủ trẻ Moham này liên tiếp có được những tình huống chủ động tấn công và cái độ hiệu quả trong những tình huống du ngoạn thủy vực là cực kỳ cao. Nó nhắm vào xạ thủ Ghost đến từ bên phía của Nông Sim, và xạ thủ Ghost lúc nào cũng phải cố gắng để có thể lựa chọn cái vị trí an toàn. Với những cái tình huống chủ động đó thì chúng ta có thể thấy cái biến số khu vực bên dưới cũng đã thuộc về bên phía của Quang Đông Freaks rồi. Khoảng trống được tạo ra nho nhỏ khi mà vừa rồi Ghost tận dụng cái phép trợ dịch chuyển của mình để có thể quay ngược trở lại khu vực dưới và có cái thế lính đẩy, và nó giúp cho bên dưới của Nông Sim ăn được cho mình đó con rồng nguyên tố đầu tiên ở trong ván thi đấu này, được ăn ở phút thứ 7. Rồng được ăn khá là nhanh so với cái tốc độ của chính ván thi đấu đầu tiên. Hơi có một chút trục trặc một xíu khi mà Red anh ta kiểm soát cái độ kiên nhẫn của con rồng không thực sự là chuẩn xác cho lắm, nhưng mà vẫn sẽ có mục tiêu đầu tiên là Nông Sim, và cái tốc độ ván đấu thứ hai này đang được đẩy khá nhanh nha. Và đây là cái mà chúng ta đang chờ đợi. Đây là cái mà cả anh Linh và tôi cũng như là các bạn khán giả đều đang chờ đợi, một cái sự cởi mở hơn đến từ cả Quang Đông Freaks lẫn Nông Sim. Mà trước hết chúng ta cùng sợ tình huống này. Một cái tình huống mà nó cởi mở là bởi vì Teddy cũng đã thay đổi cái lối lên trang bị của anh ta. Không còn là một giọt nước mắt nữa, thay vào đó là một thanh kiếm dài, ba bình máu. Thì bởi vì người chơi xạ thủ đã thay đổi cái lối lên trang bị chủ động hơn và khó sát thương để có thể chơi hit, thì nó kéo theo cả một cái nhịp đánh rất là mạnh mẽ ở khu vực đường dưới đến từ Teddy và Moham. Một vài những cái điểm khác biệt nhất định nó giúp cho bên phía của Quang Đông Freaks có được cho mình đó là những cái lợi thế về mặt kinh tế, mặc dù nó không có nhiều đâu, trên đâu đó khoảng chừng 700 tiền ở phút thứ 7 của ván thi đấu họ còn để cho đối phương ăn được cho mình đó con rồng nguyên tố đầu tiên nữa. Nhưng mấy thế trận này là thế trận tăng trưởng dành cho Ezreal cũng như là Keo. Thời điểm này thì Kim cũng đã đạt được cho mình đó cấp độ 6 rồi. Lần về nhà vừa qua của anh ta là lần về nhà mà anh ta có lưỡi hái, anh ta thể hiện rõ cái ý đồ là sẽ cố gắng để có thể farm nhiều nhất có thể.
Có thể là cái trận đấu vùng hấp dẫn chuẩn bị sẽ được cho chúng ta được thấy, và bây giờ là Red lên phía bên khu vực đường trên, nhưng có một tình huống bất tử, Bi đi tới từ phía sau làm chẳng giết được hai người, Kim đang bị tấn công và Kim dính tất cả nguồn tấn thương từ phía Nông Sim. Elim anh ta không còn tốc biến, anh ta chưa có lôi thần giáng thế, và đây là một thế trận cực kỳ khác biệt so với ván đấu đầu tiên. Hai điểm bạo gục cho Nông Sim. Cấp độ 6 đã có đến từ Rift ở trong cái tình huống can thiệp và có được điểm hạ gục vừa rồi, và 3 đánh 2 ở khu vực đường trên. Khác biệt là tình huống di chuyển đột biến đến từ BDD vẫn là cái góc bức tường rất là dày, vẫn là cái con đường tăm tối để có mặt ở khu vực đường trên và tạo ra một cái lợi thế về mặt nhân sự. Một pha giao tranh thắng lợi nữa dành cho bên phía của Nông Sim Redford. Như chúng ta đã nói, đội hình đến từ bên phía của Nông Sim là đội hình cần phải có được cho mình đó cái áp lực lăn cầu quả cầu tuyết, như cái điều mà họ đã làm ở trong ván thi đấu đầu tiên. Thì với một cái tình huống đột biến như thế ở khu vực đường trên thì tôi nghĩ rằng họ sẽ có được sức ép. Nhưng quan trọng là con sứ giả này liệu rằng có ăn được hay không đây. Đang có được một cái khoảng hở về mặt hồi lại cho mình đó kỹ năng. Những cái chiêu cuối quan trọng đến từ bên phía của Nông Sim chưa kịp hồi lại. Thì không biết là bên phía của Quang Đông Frick có tận dụng và ép được một pha giao tranh ở xung quanh khu vực hang sứ giả. Một con Lissandra trong tay của BD đang khá thành công nha. Bản đầu tiên thì anh ta liên tiếp với những tình huống di chuyển lên khu vực ở trên của bản đồ mà vượt qua tầm nhìn của Kin. Thì cái tình huống di chuyển vừa rồi gần như cũng tương tự là như vậy. Anh ta vòng ra cái bức tường đằng sau lưng bùa xanh, đằng trước mặt bùa xanh của bên phía các thành viên của KDF, tiến vào giữa chân thành công được hai người, dồn cái chiều cuối của mình và người của bên trên, bên phía Quang Đô Phích trước, sau đó là chuyển hướng sang Ellie. Bây giờ ở đường dưới thì Ghost gặp nguy hiểm và tôi không nghĩ rằng là có đường nào mà xạ thủ của Nông Sim về được. Đây là một cái khoảng trống để cho Red cùng với Kana ăn sứ giả. Như vậy quyết định đến từ bên phía của Quang Đông Phích là không tận dụng những cái chiêu cuối chưa hồi lại đến từ bên phía của Nông Sim để có thể tấn công vào con sứ giả. Thay vào đó họ để lại lượng tầm nhìn, họ thấy Red đang có mặt ở trên nửa trên bản đồ và họ quyết định là băng trụ ở khu vực đường dưới. Một tình huống mà Ghost chưa hồi lại cho mình đó là tốc biến và cũng không có khoảng trống để có thể sử dụng cái bản năng sát thủ nữa. Dịp tấn công vừa rồi tương đối mạnh mẽ đến từ bên phía của Quang Đông Phích để có thể nhằm tạo ra cái sự khác biệt cho vai trò xạ thủ. Thì đó là ý đồ đến từ bên phía của Quang Đông Frick ở trong ván thi đấu này. Họ bỏ cánh trên, có thể gọi là như vậy, để có thể tập trung cái nguồn tài nguyên dành cho Teddy ở khu vực đường dưới. Teddy cũng đã làm rất là tốt nha. Những tình huống đánh chủ động cùng với Moham nữa đã bắt đầu tạo ra một cái lượng lớn chênh lệch về mặt kinh tế, mười mấy, gần 10 chỉ số lính. Và bên cạnh đó là hai lớp giáp trụ ở khu vực đường dưới nữa. Tạm thời với Nông Sim, tôi nghĩ rằng nếu sẽ phải thế trận thì Nông Sim họ vẫn đang có một chút xíu cái sự vượt trội hơn một tẹo. Nhưng mà tuy nhiên là bây giờ Teddy anh ta là người có được điểm hạ gục, và cái tốc độ thăng tiến sức mạnh của con Ezreal này nó sẽ khá hơn rất là nhiều so với Ghost. Đúng thật là Ezreal sẽ tốn thời gian, nhưng với việc được nhường tài nguyên sớm thì cũng sẽ không mất quá nhiều. Khi mà sau khi hoàn thành xong cho mình cái giọt nước mắt thì cái ngưỡng sức mạnh của Teddy sẽ đạt được đến luôn, nên ta không cần phải chờ đợi nữa. Và bây giờ này 40 giây nữa rồng ra, các thành viên của Quang Đông Freaks tôi tin rằng họ cũng sẽ sẵn sàng giao tranh. Lượng đồ nhìn chung đang khá là cân bằng. Teddy anh ta đã có đến 3 mảnh rồi, tức là cái dìu nhanh nhẹn, thì cái kiếm cộng đó là cái hỏa ngọc, đã sẵn sàng có thể tung ra cho mình những cái nguồn sát thương từ xa nếu như được bảo kê tốt. Và hãy ghi nhớ là trong ván đấu này là có Tam Ken trong tay của Moham để bảo kê nha. Lại một lần nữa là một cái đội hình mang thiên hướng là sẽ dành nhiều cái sự quan tâm, dành nhiều tài nguyên cho người chơi xạ thủ Teddy của mình. Bây giờ thì ở rồng đang tập trung khá đông các thành viên của bên phía Nong Shin Red Force. Còn tôi đang thấy rằng là Elim đang ở nửa trên, đổi không có sứ giả này, không đổi gì cả, và Red thả sứ giả ra đường giữa để gây áp lực ở rồng. Ta đổi lấy tình cảm anh em trong cái quay lính đang được tích tụ đến từ Kana cũng tương đối là nhiều, sợ rằng đối phương sợ rằng Kim sẽ bị tấn công. Và về mặt bản chất thì đó là một cái tình huống mà đội hình đến từ bên phía của Nông Sim họ cũng đang tập trung khá là nhiều vào cánh dưới. Như đã nói, rồng nguyên tố đầu tiên được ăn khá là sớm dành cho phía của Nông Sim Redford. Con sứ giả vừa rồi được tận dụng cũng khá là tốt nha. Ghost có bản năng sát thủ đang lách khỏi những tình huống roi lửa, nhưng đó tình huống roi lửa khá là chuẩn xác. Moham kiệt sức luôn, một pha thi đấu khá là chiêu cuối, thậm chí là tốc biến ngậm nước. Wow, một pha truyền banh rất là tốt đến từ Moham. Còn một chấm máu, Ghost đang tạm thời thoát đi được. Ôi, Moham đánh chiến quá. Này là Mohamed đây, Ali à? Đây đâu phải là Moham ván một đâu, đây là ai đấy chứ? Tôi đang cần xem xét rằng liệu rằng là có một tình huống team view nào đó không. Một cái gương mặt cực kỳ là khác của Moham đang đánh cực kỳ chiến mà. Moham cẩn thận, Moham ơi, ta có thể sẽ phải trả cho tình huống này và lao vào. Moham về được rồi, nhưng bỏ Teddy ở lại. Teddy bị bỏ lại rồi, ta còn thanh tẩy, nhưng mà tôi nghĩ rằng nên giữ thanh tẩy thì hơn. Nhường mạng dành cho ai đây? Nhường mạng cho Bi đi. Ôi, lại là Tam Minh biến về đến từ bên phía của KDF. Ván 1 thì là Elim, ván 2 thì là Moham.
Suýt chút nữa là có thể tấn công được cả Moham ở trong tình huống phản công vừa rồi đến từ bên phía của Nong Shin Redford. Đội hình đến từ bên phía của Nong Shin Redford vẫn nhìn ra được những tình huống để có thể đánh ngược trở lại. Teddy vừa rồi đang bị rướng vào những cái lớp giáp trụ. Lần về nhà này sau khi bị hạ gục thì anh ta cũng đã có được cho mình đó là một cái tam hợp kiếm rồi và sẽ hướng tới một cái kiếm Manamun ở món trang bị thứ hai. Nhưng đồng ý với anh Long đó chính là cái lối chơi đến từ bên phía của Grand Office. Họ không chỉ thiên về phòng ngự nữa, họ chủ động để có thể tấn công xuống cánh dưới. Con cách chê đến từ Moham thăm minh chuẩn xác về được, tạm thời bỏ lại người chơi xạ thủ của mình ở trong những cái nỗ lực để có thể bào đi cho mình đó công trình, thì Teddy bị khai thác ở trong cái tình huống này cũng là cái điều tương đối là dễ hiểu mà thôi. Quay ngược trở lại với cái đội hình đến từ bên phía của Quang Đông Phích nha, ván thi đấu này nhịp độ rất là nhanh, nhưng hãy nhìn vào những cái vai trò chủ lực đến từ bên phía của Quang Đông Phích. Teddy khỏe ở đường dưới, khu vực đường trên thì King cũng đã đạt được cho mình đó cấp độ 10 rồi, anh ta vẫn đang bám farm tốt nha. Tức nghĩa là xét theo một cái thế nào đó thì bên phía của Quang Đông Phích vẫn đang đánh phòng ngự tương đối là ổn. Đang tình huống là bán từ Effort, Red ở phía sau, BD ở phía sau, Enlim đang ở đây để cố gắng che chắn cho người đội của mình. Và đúng là nếu như mà có hai, có thêm một người chơi xạ thủ nữa là Ghost ở đó thì rất có thể là sẽ có giao tranh 4v4 xảy ra. Nhưng tuy nhiên thì Ghost anh ta đang rất quan tâm đến cái khả năng tích lính lên đồ của mình, bởi vì anh ta mới chỉ hoàn thành xong mình cái mốc diệt chỉ quái mà thôi. Trong khi đó thì lượng đồ của Teddy đang là nhỉnh hơn, tam hợp kiếm nước mắt thì không bàn tới rồi, nhưng anh ta đã có hai kiếm dài. Và bây giờ là một tình huống chiêu cuối vào đến từ BD, nạn nhân đang là Moham. Moham anh ta hết da dày rồi, ta còn chấm máu, Moham đã nằm xuống, Elim đang phải bỏ chạy, Vết không còn năng lượng nữa, và đây là Vết biến thành con tam Ken lao tới. Elim bị tấn công, Elim đã về trụ rồi, Teddy mất thanh tẩy để bỏ chạy. Đây một tình huống BD vẫn đang cố lao vào, anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Có dịch chuyển của Kim một Teddy bắn tới. Và đây là một tình huống Kim dịch chuyển xuống, anh ta đang cố gắng bám theo. Phết anh ta không còn một chút năng lượng nào cả, và Kim thì không đủ tốc độ để bám theo. Hơi lãng phí một chút đến từ KDF và Elim. Elim anh ta không có tốc biến nhá. Anh ta định lấy cái gì mà sang cho tình huống vừa rồi vậy? Tốc biến không có, và lôi thần thần thấy cũng không có, và đường trên mở ra cho Kana. Hơi tiếc dành cho anh phía của Kanofit. Ở trong cái tình huống dịch chuyển vừa rồi đến từ Kim thì họ đã hết tài nguyên để có thể tranh chấp và cố gắng để có thể điếm giữ các thành viên đến từ bên phía của Nong Shin Redford. Thì đó là một trong những cái điểm yếu mà chúng ta đã nói đến về cái đội hình đến từ bên phía của Nong Shin Redford rồi. Kana đã tạo ra được một cái khoảng trống rất là lớn ở khu vực đường trên, vừa farm và vừa gây áp lực vào công trình nữa cơ. Cái lượng máu đến từ trụ của phía Quang Đông Phích các bạn có thể thấy rằng nó đang tương đối là thấp ở đường giữa và khu vực đường trên. Thì với cái lượng máu thấp này thì có cơ sở để có thể phá hủy đi công trình, nhưng trước đó chúng ta hãy cùng xem là cái dịp tấn công đến từ cái đội hình siêu khống chế mà bên phía của Nong Shin Redford đang sở hữu. Sau khi có được điểm hạ gục thì áp lực đến từ Red là cao nha. Pha này suýt chút nữa Teddy đã phải lên bàn điểm số nếu như anh ta không có thanh tẩy kịp thời. Và với cú thanh tẩy đó thì anh ta có cơ hội để có thể lùi về sau. Nhưng đây là cái tình huống rất là đáng tiếc nè. Cung ánh sáng mặc dù trúng nhưng mà hết đi cái phương án để có thể tiếp cận và giữ chân được rồi, khiến cho King không có bất kỳ một cái pha lợi thế nào ở trong cái tình huống TP của anh ta cả. Vẫn đang tạm thời, tôi nghĩ vẫn đang tạm thời là một cái thế trận khá là cân bằng. Nhưng mà đây rồi, cái điều mà tôi đang chờ đợi nó đang xuất hiện trên cái bản đồ này. Một cái bản đồ linh hồn dòng công nghệ chắc chắn là sẽ thú vị hơn rất là nhiều so với cả bản đồ linh hồn dòng gió trước. Mặc dù là ván đấu trước là một cái ván đấu không có được cái bùa lợi linh hồn dòng quá là đẹp, nhưng tuy nhiên KDF họ vẫn sẵn sàng có những tình huống tranh chấp 50-50 với cả Nong Shin, thậm chí Elim trực phạt cực kỳ chuẩn xác. Nhưng trong ván đấu này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được nhìn thấy nhiều những tình huống giao tranh nổ ra ở khu vực nửa dưới của bản đồ hơn. Và cái tốc độ spawn của con rồng này đang rất là nhanh nha. 16 phút mà đã có rồng thứ 3 rồi. Và Nong Shin đang đi được một nửa quãng đường để tới linh hồn rồng rồi. Con rồng này họ hoàn toàn có thể bỏ được. Nhưng tôi nghĩ với cái thế trận ở hiện tại, nghĩ là họ nên kiểm soát để chúng ta có thể Nong Shin băng chứ. Để xem rằng liệu rằng là họ có muốn câu kéo Quang Đông Freak ra hay không mà thôi. Tôi nghĩ Nong Shin lên ăn. Còn ngược trở lại thì cái câu hỏi nó nên được đẩy về dành cho phía của Quang Đông Freak, là Quang Đông Freak có dám đánh hay không. Ở thời điểm hiện tại thì Adriel của Teddy đồng ý là có được lợi thế ở giai đoạn đi đường ấy, nhưng mà cái lượng trang bị của anh ta chưa chạm được cái ngưỡng sức mạnh hai món trang bị của Adriel thì cũng sẽ bị thiếu cái lượng sát thương nếu như giao tranh. Và King ở thời điểm này mới chỉ có được một đồ mà thôi. Anh ta đúng là có được cho mình đó cấp độ 11 thật sự đó, nhưng mà cái lượng trang bị bây giờ đang cực kỳ bị thiếu hụt. Cái sự khác biệt ở trong ván thi đấu này đó chính là khu vực đường giữa. BDD di chuyển liên tiếp, còn ngược trở lại thì cái dấu ấn dành cho phép ở trong ván thi đấu này là chưa cao nha. Kana quay ngược trở lại để có thể đổi lấy cho mình đó chiêu cuối thần linh định đoạt. Còn phương án để có thể đào thoát dành cho Kana, con sứ giả sẽ giúp cho đội hình đến từ bên phía của Nong Shin lấy được cho mình đó trụ khu vực đường giữa. Máu của trụ cực kỳ thấp.
Trụ một đường giữa đã có những thành viên phía của Nong Shin rồi, đó là trụ thứ hai trên toàn bản đồ là cho họ. Kim bây giờ sẽ gỡ gạc lại được, giúp cho bên phía Quang Đông Quick thu hẹp cái khoảng cách về tỷ số trụ. Kana chúng ta không còn nhiều máu nữa, anh ta buộc phải di chuyển về và cảm giác như là đằng sau lưng của Kim đang có người và các thành viên của phía Nong Shin sẽ phải lui ra mà thôi. Không phải là cái gì đều quá là lỗ mà Nong Shin họ cần phải cố gắng ở lại làm gì cả. Họ đã có rồng rồi và 4 phút nữa rồng ra. 21 phút của ván đấu thì chúng ta đã có thể chuẩn bị được chiêm ngưỡng một tình huống giao tranh 5v5 thực sự là vô cùng nảy lửa ở vị trí hang rồng rồi. Mà cái thời điểm này là một cái thời điểm mà các tuyển thủ họ vẫn chưa có được cái ngưỡng sức mạnh quá là chuẩn cho lắm. Những gì mà anh Linh vừa mới chia sẻ là con kêu của Kim sẽ còn mất cực kỳ nhiều thời gian nữa. Nhưng mà anh ta bây giờ mới chỉ có cho mình một cái đao tím, hai món đồ để nâng cấp cho mình cái tốc đánh, nhưng nguồn sát thương thì đâu ra đây hả Kim ơi? Trong khi đó thì Teddy 300 điểm nước mắt như vậy là cũng chưa đủ. E rằng là cũng hơi khó dành cho Quang Đông Freaks. Cái thế này nó khá là giống với cái ván thi đấu đầu tiên. Chúng ta vẫn còn nhớ tới cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà tranh chấp con rồng 3 ở ván thi đấu đầu tiên. Nhưng mà ở trong ván thi đấu này là tranh chấp rồng 4 rồi. Thì thời điểm đó Elim cũng đang bị farm thua. Nhưng đó là thời điểm mà Elim lên tiếng với liên tiếp là những cái tình huống trừng phạt cướp được mục tiêu. Và với những cái cú trừng phạt cướp được mục tiêu đó thì giúp cho bên phía của Quang Đông Freaks có được thêm thời gian để có thể farm. Còn trong trường hợp này liệu rằng có Elim có cướp được mục tiêu nữa hay không thì tôi đang e là hơi khó nha, bởi vì cái khả năng kiểm soát tầm nhìn đến từ bên phía của Nong Shin ở trong ván này là tốt hơn rồi và họ đang sẵn sàng để có thể bước vào một pha giao tranh lớn bằng những cái đồng hồ ngưng động được lên đến từ Kana, đồng hồ vừa rồi mới được nâng cấp đến từ BD nữa. Thế ở bên phía của Nong Shin họ đã sẵn sàng để có thể bước vào một pha giao tranh ở 2 phút sắp tới. Bây giờ thì tốc độ vào đầu sẽ được tạm thời đẩy chậm lại một xíu. Các thiết bị của Nong Shin thì họ cũng chưa thể nào có thể vội vàng được cả. Chưa có cơ sở để có thể mở giao tranh, chưa có cơ sở để có thể câu kéo thành viên của Quang Đông Freaks. Nhìn chung thì nếu bây giờ mà có một tình huống giao tranh 5v5 nổ ra, tôi vẫn nghĩ rằng Nong Shin sẽ là người có được một chút lợi thế nhỉnh hơn. Khi mà những con tướng về late của bên phía Quang Đông Freaks như là Kale và Ezreal nó đang tốn khá là nhiều thời gian, nó chưa đạt được những sức mạnh của mình. Thậm chí rằng ván đấu vẫn còn đang quá sớm. 20 phút mà đã phải chuẩn bị giao tranh cho linh hồn rồng rồi, Quang Đông Freaks đang gặp đôi chút cái bất lợi. Và tuy nhiên là họ cũng không có bất cứ một sự lựa chọn nào cả. 2 phút nữa rồng ra và Nong Shin đang sẽ cần có một tình huống setup trước đã. Khoảng thời gian bây giờ thì Baron sẽ là hơi sớm. Nong Shin thì họ sẽ rồi họ sẽ đánh nhung thôi, đánh nhung đợi rồng ra và chỉ khi đó thì họ mới giao tranh. Còn bây giờ thì họ không nên để mắc bất cứ một sai lầm nào cả. Lâu rồi tôi mới thấy tình huống mục tiêu xuất hiện khá là sớm ở trong cái một trận đấu của LCK. Chúng ta có thể thấy chênh lệch về tiền đang là một cái con số hơn 3.000. Và đúng như Long chia sẻ, cái áp lực linh hồn rồng nó lớn hơn và nó khiến cho đội hình đến từ bên phía của Quang Đông Freaks phải suy nghĩ là họ muốn lấy công trình để có thể gia cố thêm cho mình đó cái tiền thưởng mục tiêu hay là tranh chấp ở con rồng 4. Trong cái thế này thế rất cực kỳ khó. Elim sẽ hướng tới một con Volibear có khả năng mở giao tranh đến từ cái giáp da tóc khóa cuồng nên anh ta sẽ không có quá nhiều cái lượng sát thương. Đội hình đến từ bên phía của Nong Shin đang chạm ngưỡng sức mạnh hai món trang bị nha. Và như đã nói, họ có rất nhiều đồng hồ để có thể tạo được đột biến ở trong những cái tình huống giao tranh. Về bản chất đội hình đến từ bên phía của Nong Shin cũng là cái đội hình đột biến nữa, khi mà có rất là nhiều những cái hiệu ứng khống chế đến từ Lissandra, đến từ Rakan. Thì đây sẽ là cái giai đoạn cực kỳ khó khăn dành cho bên phía của Quang Đông Freaks. Rồi một phút nữa rồng ra và bây giờ sẽ là bắt đầu cuộc chiến tầm nhìn. Người đi rừng của Nong Shin vừa bị kéo một lượng máu khá là lớn, anh ta buộc sẽ phải di chuyển về, vẫn còn thời gian để di chuyển ra. Các thành viên của phía Nong Shin tạm thời họ đang có một chút cái lợi thế nhỉnh hơn khi mà đường dưới của họ là vừa rồi Kana đưa một cái đợt lính khá là lớn lên, nên Effort sẽ có khoảng thời gian thoải mái để di chuyển ra cắm mắt những pha, xin lỗi bạn, là những con mắt kiểm soát sẽ cần phải cắm xuống. Vừa rồi là Teddy định ăn chứ không phải định cướp. Teddy ăn tức là Kim sẽ nhường. Tôi cũng tưởng rằng pha đó là một pha gọi là mâu thuẫn nội bộ của Kim với cả Teddy tranh nhau. Và đơn giản là khi anh ta cũng đã có chủ định nhường rồi, nhưng mà cung ánh sáng không đủ sát thương tới từ Teddy. Anh ta sẽ hội lại cung ánh sáng nhanh mà thôi. Và đây dịch chuyển trở lại hang rồng đến từ cả hai người chơi đường trên. Các thành viên của Nong Shin đang đứng ở trong hang rồng, rồng đã đáp đất rồi. Elim sẽ là người đi đầu, đi phía bên này. Anh ta đứng vừa rồi lộ tầm nhìn rồi nha. Những con mắt tím đang được cắm xuống từ bên phía của Quang Đông Freaks. Effort và BD đã bị phát hiện. Con rồng đang được bên phía Nong Shin khởi động. Red đang đứng gần hàng rồng hơn nên ta tạo thời điểm lùi nhẹ ra. Kana anh ta có cơ sở la vào nha. Kin sẽ góc để quạt. Vấn đề là anh ta được bảo kê hay không của tôi. BD và Effort sẽ là người nhiệm vụ vòng ra phía sau. Bây giờ Kana bị tấn công. Một tình huống la vào hàng rồng và đó là rồng từ bên phía Quang Đông Freaks thêm một lần nữa. Vấn đề là Kana bấm đồng hồ để anh ta cố gắng cầu thờ. Anh ta vẫn còn sống, anh ta quay ra bắt đầu quạt. Kin được bất tử, nhưng sau khi bất tử thì anh ta không phải nằm lại ở đây nha. Red đã được chờ sẵn rồi. Effort la vào, không thủ được ai cả. Teddy đang được bắn thêm một lần nữa và Teddy
lại free. Một mạng cho Teddy, một mạng cho Kim, một mạng cho Phép, 3 điểm là gục cho Quang Đông Freak và họ có được rồng. Câu mùa xanh chất lượng mà cái Teddy được sở hữu, anh ta khiến cho cái khả năng spam, khả năng cấu rỉa máu đến từ Ezreal của anh ta là cao. Và anh ta đã khiến cho Ghost không được chơi game ở trong cái tình huống vừa rồi, vừa cấu rỉa máu và vừa có được cho mình đó những tình huống cung ánh sáng chuẩn xác. Và Elim vẫn làm được một cái điều mà anh ta làm được ở trong ván thi đấu đầu tiên, đó chính là cướp được cái tài nguyên rồng ở thời điểm cực kỳ then chốt. Và năm thành viên đến từ bên phía của Quadrofit đang dìu dắt, phía bên kia chỉ có Kana, chỉ có Ghost. Và quyết định đến từ bộ đôi của Vĩ Nông Sim là chấp nhận buông bỏ. Thế trận vẫn đang còn bỏ ngỏ ở phía trước dành cho bên phía của Quang Đông Fritz. Một cái tình huống thật sự là cũng khá là bất lợi dành cho bên phía Quang Đông Fritz. Nhưng lại một lần nữa Elim lên tiếng. Các thành viên của Quang Đông Fritz họ tràn thẳng vào khu vực hang rồng và Elim lại thắng trừng phạt 50-50. Thực sự là Red đang có những cái pha đấu trừng phạt gặp rất là nhiều những cái thua thiệt nha. Và anh ta đang khiến cho bên phía Nông Sim đánh rơi khá khá nhiều lợi thế. Bản đầu tiên cũng tương tự là như vậy, nhưng cũng thật là may mắn Nông Sim giành chiến thắng trong những cái phút cuối cùng, những phút định đoạt. Và chúng ta sẽ được xem, ồ lần này là preview của Kim chứ không phải là của Elim với con Volibear nữa. Chúng ta được xem là Kim đang có một cái khoảng trống khá là nhiều để tung ra cho mình những cái sát thương. Nhưng tuy nhiên là Kim sau khi anh ta hết cái chiều cuối, anh ta vẫn, anh ta vẫn còn tốc biến, anh ta lui ra được. Và không có bất cứ thành viên nào của Conflict nằm xuống cả. Phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho nỗ lực của Kim và đồng đội. Para quạt rất là bình tĩnh dành cho Kim. Nếu như Kim đảm bảo cái nguồn sát thương từ hàng tuyến đầu thì Moham cũng đã đảm bảo một cái cơ sở để có thể phòng vệ ở hàng tuyến sau khá là tốt nha. Efor cùng với Kana không có ý định để có thể tấn công được Kim ở trong pha thi đấu này. Xe chỉ luồng Kim vừa rồi chỉ được dùng để có thể dọn dẹp cái đợt lính mà thôi. Bán thi đấu như đã nói vẫn đang có cơ sở để có thể kéo dài dành cho phía của Quanofrit khi mà họ được sở hữu bùa lợi Baron. Và chưa kể đó là cái rồng nguyên tố thứ tư cũng đã thuộc về trong phía của Quang Đông Phích nữa. Một tình huống rình rập thì Kim cũng đã phát hiện ra cái ý đồ để có thể bắt lẻ đến từ bên phía của Nông Sim Red Fox. Cơ sở để có thể có thêm cho mình đó lượng trang bị là đây. Bây giờ thì Quang Đông Phích đã chính thức vươn lên dẫn trước về lượng tiền rồi. Và chúng ta có thể thấy rằng là một chút nữa thôi, khi mà cái bảng đồ được hiện lên thì lượng đồ của xạ thủ bên phía Quang Đông Phích đang nhỉnh hơn so với Ghost khá khá nha. Kiếm răng cưa cũng hai kiếm dài, trong cái đó Ghost anh ta mới chỉ hoàn thành cho mình hai đồ mà thôi. Và chưa kể rằng là lại một lần nữa chúng ta phải nói là Teddy có quá nhiều khoảng trống để được chơi game. Các thành viên của Quantum Freaks tạo ra một cái tiền đề vô cùng là tốt. Trong khi đó ngược lại bên phía bên kia Ghost thì dù anh ta không có như vậy, đúng thật là anh ta chưa phải nằm xuống thêm một lần nào nữa. Anh ta cũng đang có tiền thưởng ở trên đầu là 150 vàng. Nhưng như vậy là chưa đủ để giúp cho Nông Sim có thể giành được về lợi thế. Nguồn sát thương của Nông Sim lại một lần nữa đang hơi bị tựa vào Kana, trong khi Teddy thì đang quá thoải mái. Và như đã nói, đội hình phòng vệ đến từ bên phía của Quang Đông Freak ở trong ván thi đấu này, thậm chí là cái mức phòng vệ của nó lại tốt hơn rất là nhiều nữa. Ván này thì có Tam Ken, có Keo, những cái chiêu cuối vừa có khả năng bảo hiểm đó, nó sẽ tạo ra cái sự tự tin nhất định dành cho những cái ngòi nổ chủ lực đến từ bên phía của Quang Đông Freak. Về mặt căn bản nữa thì Teddy cũng lên đồ rất là kỹ, Phép cũng lên đồ rất là kỹ, có rất nhiều kháng phép cho cái đội này dành cho bên phía của Quang Đông Phích. Có thể thấy như với một cái tình huống quan trọng ở con rồng nguyên tố thứ tư thì nó khiến cho bên phía của Quang Đông níu giữ lấy cái cơ hội để có thể chiến thắng ở trong ván thi đấu này với một đội hình Scarlet đang được vận hành khá là ổn ở phút thứ 26 của ván đấu. Một con Baron Power Play không hẳn là quá lãi dành cho bên phía của Quang Đông Phích, nhưng bây giờ Effort bị giữ chân lại, Effort mất đi chiêu cuối. Một phút nữa rồng ra rồi và tôi tin rằng chiêu cuối cũng sẽ có lẽ là cũng kịp thời hồi mà thôi. Không nên có những tình huống di chuyển mạo hiểm như vậy để mà mất đi, nếu như mà mất cái tốc biến có thể sẽ hơi căng đấy nha. Mất cái chiêu cuối vẫn có thể kịp thời để hồi. Và bây giờ như đang nói thì bên phía Nông Sim họ đang chuẩn bị tập trung lại khu vực hang rồng rồi. Kana đang có cho mình cái dịch chuyển, anh ta đang cố gắng câu kéo được thêm khoảng thời gian ở khu vực nửa trên của bản đồ, sẽ có thể lấy về được cái trụ thứ tư dành cho Nông Sim. Và anh ta làm được. Kim thì anh ta vừa hoàn thành cho mình được thêm cái nanh Nasho nữa. Và liệu rằng các thành viên của Nông Sim có bỏ quên con Kêu này một lần nữa hay không? Bọn thậm chí rằng có thể bỏ quên cả Teddy nữa. Con rồng nửa phút nữa, đúng hơn là 20 giây nữa sẽ xuất hiện trên bản đồ. Và chắc chắn rằng Quang Đông Freaks phải ăn. À, chính xác là như vậy. Ở con rồng, ở thậm chí là từ thời điểm này cho tới những cái giai đoạn về sau thì bất kỳ một con rồng nguyên tố nào cũng đều cực kỳ rất là quan trọng dành cho đội hình đến từ bên phía con Nông Sim. Sức mạnh linh hồn rồng nó sẽ gia tăng thêm cái tính đột biến và cái tính đa dụng dành cho bên phía con Nông Sim. Và bên cạnh đó thì nó sẽ tạo ra được những cái tình huống ép giao tranh ở nhiều cái góc bất ngờ dành cho bên phía con Nông Sim ở trong pha thi đấu này.
Chiêu cuối của Effort mới chỉ hồi được 3 phần 4 khoảng thời gian mà thôi. Beauty đang đứng bên phía bên kia, Kana lao xuống hang rồng rồi. Con rồng đang được ăn đến từ phía đồng Shin. Teddy đang muốn lao lên Effort, mất 1 phần 3 cây máu, mất nửa cây luôn. Teddy với chỉ 2 bắn thôi, vô cùng đau nha. Và Teddy đang đứng tuyến đầu của bên phía Quang Đông Fix luôn. Rồng đang nghiêng về bên phía của Quang Đông. Các lính của đồng Shin phải tiến vào, con rồng còn 2.000 máu. Tiếp tục là đua trừng phạt 50-50. Rồng mất cân nhắc hồi lại máu rồi, Kana bật tương lam lên. Và trừng phạt lần này thì đã thành công. Effort lao thẳng vào, Teddy đang bị lùa ra ngoài. Các lính phía của đồng Shin vẫn đang tràn lên tấn công. Người làm số đầu tiên đó chính là Effort rồi. Và Kin đang được bảo kê khá tốt, nhưng mà Kin nằm xuống mất rồi. Bây giờ là Red, người ta đang muốn tiến lên sau khi cướp được cái xác của con Kale này, là một đổi lấy một. Nhưng mà Dinh Hùng dùng công nghệ thuộc về đồng Shin. Đồng Shin họ đang muốn tràn lên tiếp. Mồ hôi thấp máu, Elin thấp máu, Fate cũng tương tự là như vậy. Và đây là Ghost sao tới với bạn đang sát thủ. Mohan nằm xuống rồi, Fate đang lại bỏ chạy. Nhưng Kana vòng ra phía sau, Fate bị tấn công. Fate đang cố gắng về, anh ta đang cố chạy để bằng hết sức, hết tất cả mọi thứ của mình. Trên phía bên kia thì không ai cứu được Elin cả. Fate bị tiếp cận, quét sạch, dành cho đồng Shin Red Force. Họ quá lời rồi. Baron còn 30 mấy giây nữa xuất hiện. Và như đã nói, bất kỳ một cái khu vực hang rồng nào cũng sẽ đều là cái cạm bẫy để có thể mở giao tranh dành cho bên phía của Nông Xuyên Red Form. Pha thi đấu này thì Nông Xuyên làm tốt hơn. Red tận dụng cái pha ngụy trang đến từ cái lãnh thổ xương đen và có được một tình huống trừng phạt chuẩn xác phía bên kia. Effort tạt vào ổ cái góc gần như là không thể nào ngăn cản được. Anh ta chủ động tốc biến kích hoạt luôn cho mình ra chiều cuối, kết hợp cùng với đó một cái lượng sát thương tương đối là dồi dào nữa nha. Một cú ngậm nút đã được tung ra đến từ Moham để có thể nhắm vào người của Teddy. Nhưng phía bên kia thì Kin bị focus, anh ta hết cái chiều cuối thì anh ta cũng không được quạt nhiều. Chủ động tốc biến thì anh ta bị focus theo bởi Ghost. God gây một lượng sát thương tương đối là lớn nha. Và Viggo, Lissandra có được những cái điểm hạ gục thì đây sẽ là cái cơ hội để có thể tận dụng về mặt chất tướng dành cho đội hình đến từ bên phía của đồng Sim. Ghost đã follow theo Riz ở trong cái pha thi đấu này với một cái bản năng sát thủ. Một tình huống giao tranh phải nói là cực kỳ xuất sắc dành cho bên phía của đồng Sim Redford. Họ quét sạch được đội hình đến từ bên phía của Quang Rồng Freak. Và như đã nói, áp lực đến từ linh hồn rồng công nghệ cũng đã được hình thành. Một cái vấn đề mà bên phía Quang Rồng Freak họ đã không đáp ứng được đó chính là Teddy không có bùa xanh trong pha vừa rồi. Cái tình huống giao tranh rồng trước đấy, Teddy được nhường bùa xanh lại và anh ta còn cực kỳ nhiều năng lượng nha. Còn trong tình huống tranh rồng, các bạn thấy rằng là khi mà Teddy lui về thì lượng năng lượng còn thấp xíu thôi à, và Baron. Nông Xin nó chỉ khai Baron. Đây là tình huống BDD đã bình vào con mắt ở khu vực đường giữa và anh ta đang chuẩn bị dịch chuyển với con Lissandra. Đây rồi, đã dịch chuyển. Đây là tình huống mà Kana lao sang muốn chặt người ai đó, khó sẽ chỉ luôn Kim rồi. Và Billy tới đường sau, nạn nhân là Kim. Kim có bất tử, nhưng Kim đang bị là mục tiêu tấn công. Elin phải rút về, Moham là người đầu tiên ở lại. Kim sẽ để đi theo nha, và Kim không thể cự được một sát thương từ Nông Sim Red Force. Fate đang phải bỏ chạy, Teddy và Elin ôm nhau bỏ chạy. Và đây là câu kéo cực kỳ chính xác tới từ Nông Sim. Billy dịch chuyển bọc đầu, không ai của con Nông Quick có thể bắt được con Lissandra này cả. Và Effort, anh ta lui về, ôi anh ta không về được, anh ta bị Teddy bắn gục. Đây là 4-3, nhưng BD không còn nhiều máu nữa. Red đang là người che chắn, nhưng Red sẽ cần phải vào để tranh chấp tình huống ăn Baron nha. Và đây là tình hình phía Quang Phích, họ đang chờ được cơ để lao vào. Kana vẫn có thể lao ra để cắt được Baron, còn 2.000 máu, 1.000 máu, trừng phạt thành công tới từ Nông Sim Red Force. Và họ nên về thì hơn, và Ghost đang muốn lao lên tấn công. Elite chỉ còn có dưới nửa cây máu mà thôi, nhưng tôi nghĩ rằng vẫn an toàn hơn là vệ. Bảo trợ và dìu nhau về ở trong cái tình huống vừa rồi. Nhưng nói đội hình đến từ bên phía của Nông Sim Red Fox, à nãy giờ như nói hơi nhiều ha, chúng ta cũng có thể thấy bên phía của Nông Sim Red Fox họ đánh khá là tốt ở trong cái việc mà kiểm soát cái lượng tầm nhìn, và họ cũng đã thiết lập ra được những cái vị trí để có thể giao tranh. Một pha dịch chuyển đến từ BDD đã được tính toán từ trước, và cái góc di chuyển vào xung quanh khu vực Hambaron là cái góc bắt buộc dành cho bên phía của con Nông Fix phải đi vào cái hướng đó. Và bởi vì những cái tình huống đột biến như thế đến từ nhiều góc để có thể tạt cánh, nó khiến cho bên phía của Quang Đông Frick mất rất nhiều thời gian để có thể thiết lập lại cự ly đội hình. Và mặc dù Ezreal của Teddy cũng bắn khá là lực ở trong cái tình huống vừa rồi, nhưng rõ ràng cái nhịp giao tranh tổng đến từ bên phía của Nông Sim vẫn là nhanh và mạnh hơn. 2 phút nữa thì cả con Baron lẫn con rồng ngàn tuổi sẽ xuất hiện ở trên bản đồ. Đây là một cái khoảng thời gian nó khá là nhạy cảm đối với cả Quang Đông Frick nha. Họ sẽ cần phải lựa chọn xem là sẽ đánh mục tiêu nào. Tôi nghĩ là dòng quan tuổi chắc chắn sẽ là mục tiêu được ưu tiên rồi, nhưng cái vấn đề rằng là chắc chắn Nông Sim sẽ câu kẹo để các thành viên Quang Đông Freak rơi vào cái bẫy của họ. Các thành viên của phía Nông Sim đang bắt đầu trải ra lượng tầm nhìn ở khu vực nửa dưới bản đồ. Chúng ta có thể thấy rằng là con rồng ngàn tuổi nó có bùa lợi cực kỳ khủng khiếp và cực kỳ mạnh, nên là trước hết BD sẽ đẩy khu vực đường dưới vào đã. Một tên lính đang tới, các thành viên của Nông Sim cũng đang đứng ở trong phần rừng để chuẩn bị bảo kê cho người chơi đường giữa của mình. Đường giữa cũng đang được đẩy vào, nhưng thế lính đã setup khá đẹp nha, thời gian vẫn đang còn.
Rồi, Bù Lại Baron đang tràn thẳng vào khu vực giữa, có một cái sinh lam bất bại đến từ Kana để có thể khép góc và giúp cho các thành viên còn lại đến từ bên phía của Nam Sim đã bóc dở được đi cho mình đó cái trụ bậc thềm rồi. Kana lạng lách sử dụng cái xe xét của mình để có thể thoát trụ thứ hai khu vực dưới cũng đã thuộc về cho cái nhịp đẩy vừa rồi đến từ bên phía của BD. Một ván thi đấu tính tới thời điểm hiện tại rất thành công. Ui, một pha cung ánh sáng sát thương cũng tương đối là nhiều nhưng không có hiệu ứng khống chế. Ui, quay ngược trở lại để có thể tấn công. 4 đánh 2, có một cú ngậm nuốt, thậm chí là 10 cú ngậm nuốt cũng không giúp cho Teddy sống sót được ở pha thi đấu này. Khi mà Moham đã phải lên bảng điểm số tan vỡ rồi, chiến thắng sẽ đến với các thành viên đến từ bên phía của Nong Shin. Dùng ngân tuổi của chưa kịp ra và Elin dùng lôi thần giáng thế di chuyển ra. À, Fed lướt tới nhưng làm gì có sát thương đây à? Fed ơi, Fed đang phải lui về, King của Fed đang phải ôm nhau di chuyển về. Và thôi xong, hai trụ bảo vệ nhà chính đã bể. Mọi thứ là quá chậm trễ rồi, Quang Đông Fix rồi, sẽ là 2-0 dành cho Nong Shin Red Boss. Khi mặc dù đã đạt được cho mình đó cấp độ 17 đối với vị tướng keo rồi, nhưng rõ ràng một mình anh ta như một thiên thần lạc loài ở trong cái vòng vây đến từ bên phía của Nong Shin Redford. Sát thương là có nhưng mà sức ép tấn công đến từ năm thành viên của phía bên kia là mạnh mẽ quá. Đây là chiến thắng đầu tay dành cho bên phía của Nong Shin ở trong mùa giải này. Chúng ta đã nói đến cái lịch thi đấu rất khó khăn dành cho bên phía của Nong Shin ở trong tuần thi đấu đầu tiên. Họ phải đụng độ Raditz, họ phải đụng độ các thành viên đến từ bên phía của Team One, một lịch thi đấu cực kỳ nặng. Nhưng sang tuần thi đấu thứ hai thì đây là một đối thủ mà tôi nghĩ rằng vừa tầm hơn và họ đã thành công khi mà đã bại các thành viên đến từ bên phía của Quang Đông Frick với chiến thắng 2-0. Một chiến thắng mà chúng ta thấy rằng cái sự khác biệt ở trong ván thi đấu thứ ba này nó đến từ khu vực